Vâng, thưa quý vị, những cái mỏm đá này ngày xưa là một bãi khai thác đá của người dân trong xã, của những thợ búa, và sau này khai thác gần sát chân đền và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến ngôi đền, cho nên xã là cấm. Và những cái hố này là hố rất sâu, chỗ này đã san phẳng một phần đất rồi. Ngày xưa hồi còn bé, những trẻ trâu trong làng vẫn thường hay ra đây nhặt đá, chủ yếu là nhặt đá thạch anh, và thậm chí là nhặt những hòn đá rơi vãi, đá vụn để về đóng đá xây nhà, đóng gạch xây nhà. Những mỏm đá này bọn trẻ con rất hay leo trèo ngồi chơi, trong đây có cả dòng sông Lam. Đây, cái mỏm này vẫn in dấu ấn một thời. Và đây là thuộc xã Xuân Hòa, và ngôi đền này là ngôi đền của xã, thờ danh tướng Mạc Văn Lượng, chí sĩ yêu nước Lê Hồng Sơn, người của người con của quê hương trong sông Lam, xã Xuân Hòa. Đây nguyên là một bãi, một hố sâu, nhưng bây giờ người dân san phẳng bằng các loại chất thải vật liệu xây dựng, và đất đã san gần đầy hố. Và giờ sông Lam sẽ dẫn quý vị lên ngôi đền linh thiêng này nhé. Thưa quý vị và các bạn, dòng sông Lam sẽ dẫn quý vị và các bạn lên thăm và viếng ngôi đền, một ngôi đền rất lâu đời, gọi là ngôi đền Tán Sơn. Ngôi đền này tọa lạc tại Du Cật, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngôi đền này thờ võ tướng Mạc Đăng Lượng và chí sĩ yêu nước Lê Hồng Sơn, là hai anh hùng người con của mảnh đất Xuân Hòa ngày nay và Xuân Hồ ngày xưa. Mạc Đăng Lượng là một võ tướng thời hậu Lê. Ông sinh năm 1469 và mất năm 1604, thọ 108 tuổi. Ông đã từng được phong chức quốc công dưới thời hậu Lê
và thời nhà Mạc được phong chức phó quốc vương. Và được phong tước, được Mạc Thái Tổ phong tước là Hoàng Quận Công. Đây là một ngôi đền từ xa xưa. Ngày xưa dòng sông Lam vẫn hay đi theo một người một ba lớn tuổi trong xã lên viếng thăm ngôi đền. Và ngôi đền này còn thờ chí sĩ yêu nước Lê Hồng Sơn. Là một người tham gia phong trào cách mạng thời kỳ chống Pháp. Lê Hồng Sơn sinh năm 1899 và mất 1933. Lê Hồng Phong đã hỗ trợ Phạm Hồng Thái trong kế hoạch ám sát toàn quyền Đông Dương tên là Mario Merlin và không thành công. Sau đấy, ngày 3 tháng 2, Lê Hồng Phong đã bị quân Pháp bắt tại Thượng Hải và dẫn về tù tại nhà tù Vinh. Đến ngày 19 tháng 2 năm 1933, chí sĩ yêu nước Lê Hồng Sơn đã bị giặc Pháp kết án tử hình và hành quyết ngay tại xã Sơn Hồ ngày xưa và xã Sơn Hòa ngày nay, là mảnh đất sinh ra của đồng chí Lê Hồng Sơn. Ngôi đền này rất linh thiêng và cũng đã lâu lắm rồi dòng sông Lam mới có cơ hội để đến viếng thăm và dâng nhang ngôi đền. Cái ngôi đền đang còn rào cửa thế này, không biết thật là có vào được không. Thôi cứ mạn phép vào để giới thiệu với quý vị và các bạn biết được một di tích lịch sử, biết được một truyền thống hào hùng của quê hương Sơn Hồ, Sơn Hòa. Nào, xin mời quý vị. Trước cổng đền là hai con rồng và một cái cổng rất cổ kính. Đây là hai con rồng. Trông thế, ngoảnh mặt về hướng đông bắc. Chúng ta sẽ vào đền. Cổng đền rất cổ kính. Hai bên là hai chú voi trầu. Voi phục. Dòng sông Lam sẽ thắp hương trước khi bước vào cổng đền. Để xin phép các thủ tịch. Chú ngựa thần. Hai bên cổng là hai chú ngựa thần. Ngay với cổng trước ngôi đền. Còn chúng ta đứng ở trên đền, chúng ta nhìn xuống trông phong cảnh rất là đẹp, thủ tình. Có những bậc thang lên, thang được xây.
đẹp quá, đền dưới trời nắng và dáng dấp cổ kính. Đây là hai chú voi phục. Hôm nay không thấy thầy Từ. Đẹp quá quý vị ơi, một ngôi đền rất cổ kính, không lớn, không đồ sộ nhưng rất kín đáo, rất cổ kính và trang nghiêm. Đây, bên này là một chú ngựa thần nữa đứng hai bên cổng trong tư thế như còn chờ lệnh của vị tướng quân. Đây là điện thờ ngôi đền. Ông dòng sông Nam hồi bé lên ngôi đền này thì cái nhà ở bên cái hướng này là chưa xây và chỉ mỗi một cái điện thờ thôi. Năm cây đại này thì đã có từ xa xưa rồi. Rất đẹp. Bầu trời hôm nay cũng rất đẹp. Chiếc cổng không to lớn nhưng rất trang nghiêm. Hai bên điện thờ là hai vị hộ pháp đang đứng trong tư thế bảo vệ đền và rất nhiều chim. Lên đền cảm giác rất là thanh tịnh. Vâng, thưa quý vị, đền hôm nay không có thầy Từ cho nên dòng sông Nam không thể vào điện để dâng hương được và chỉ một mình đứng ngoài chiêm bái ngôi đền, chiêm bái cảnh vật của ngôi đền từ bên ngoài. Và hai bên điện thờ vẫn là hai vị hộ pháp mà hồi bé dòng sông Nam vẫn theo chân bà nội của một người bạn lên thắp hương, vẫn còn nguyên. Và trông rất là nghiêm nghị. Đây là mấy cây đại cổ, gốc rất to. Mùa này thì trụi hết lá và không ra hoa. Cây đại về mùa hè rất đẹp, nhiều hoa và nhiều lá. Đây, gốc cây đại rất là bề thế. Và trong khuôn viên đền còn có những chiếc ghế đá để du khách người đến thăm và viếng đền có thể ngồi nghỉ ngơi. Trên này rừng cây vẫn được người dân bảo vệ bảo tồn, không bị chặt phá. Xung quanh ngôi đền vẫn còn nguyên si những gốc cây già ôm lấy ngôi đền.
điểm của điện thờ. Hai bên là hai cây vạn tuế. Đây là ngày hộ pháp. Phía sau ngôi đền nay thầy Từ đi vắng đâu hết, và ở chỗ này ngày xưa thì bọn trẻ con trong đấy có cả dòng sông Lam thường hay leo lên lên ngồi chơi đây, và chỗ này có một cái dốc thường trẻ con hay ngồi trượt xuôi xuống ở dưới chân đường. Quần đùi rách te tua. Cũng lâu lắm rồi mới đến thăm lại ngôi đền. Ta sẽ Tôi xuống làm sẽ đi ra ngoài trên này có thể nhìn rất xa. Những mỏm đá này ngày xưa rất hay ngồi lên chơi trẻ con mà, đặc biệt các cái dịp Tết và các cái dịp lễ hội vật trẻ con thường đi chơi rất đông, leo lên đây chơi. Đây dòng sông Lam đang quay về một vị trí rất xa xưa, rất lâu đời và rất đáng nhớ của một thời trẻ con lúc vừa lên 5, lên 6, lên 10. Đây và cái dốc này, chỗ này là hay trượt, trước là có một cái dốc ở trên này xuống tít ở dưới đường kia, và trẻ con thường đứa nào gan dạ thì chạy một mạch từ trên này xuống dưới, và không nữa thì hôm nào trời mưa mà cái dốc này nó nhiều bùn ấy thì là ngồi ở trên này trượt xuống như một cái cầu trượt dành cho bọn trẻ con vậy. Vâng, dòng sông Lam xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và cùng dòng sông Lam đến thăm ngôi đền
gọi là đền Tám Sơn ở đỉnh núi Du Cật thuộc xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe và gia đình an lành. Trân trọng cảm ơn. Châu chân bò và cũng là nơi con thường hay đá bóng. Bên kia là một ngọn núi, nơi có ngôi mộ của võ tướng Mạc Đăng Lượng.